Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa có câu an cư lạc nghiệp, đó là việc quan trọng nhất đời người. Ngôi nhà là nơi trú ẩn an toàn và là tổ ấm của gia đình chúng ta, nơi ta gắn bó suốt cuộc đời. Nhà cửa rất quan trọng đối với con người, do đó khi thuê hay mua nhà, thực tế có một số kiêng kỵ phong thủy cần phải chú ý. Nếu bạn có ý định mua nhà, xây nhà hay thuê nhà, nhớ kỹ là tránh xa những căn nhà phạm 7 lỗi phong thủy nhà ở sau đây nhé. Nếu không có làm lụng chăm chỉ đến đâu, cũng mãi nghèo khó, tiền bạc thất thoát, xui xẻo bùa vây. Vậy một ngôi nhà phạm đại kỵ trong phong thủy có những đặc điểm nào? Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Nhà có điểm này càng ở lâu càng nghèo, làm mãi không giàu, tiền vàng đội nón ra đi. 1. Nhà có cửa chính thông thẳng với cửa hậu. Theo phong thủy, nếu cửa chính thông với cửa giữa, cửa hậu là điều tối kỵ, tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khí vào nhà sẽ đi hết ra ngoài, hao tổn tài lộc của gia chủ, tiền tài không giữ được trong nhà. Để hóa giải, gia chủ cần phải sửa lại cửa hoặc đặt bình phong chắn ở giữa để cửa chính và các cửa phụ không nhìn thấy nhau. Ngoài ra, có thể dùng quả cầu thạch anh đặt ở vị trí thông giữa hai cửa hoặc đặt tượng Phật, tượng Tam Đa che chắn ở phía cửa phụ. 2. Vị trí tây bắc trong nhà bị khuyết góc. Trong phong thủy nhà ở, khuyết góc là một trong những trường hợp khá thường gặp. Nhiều người không hiểu mà thắc mắc rằng khuyết góc là gì. Rất đơn giản, ví dụ như căn nhà được xem là một hình hộp vuông, trong đó kẻ các đường ngang dọc để tạo thành 9 ô vuông nhỏ. Nếu bất cứ một ô vuông nào không có thì chính là căn nhà bị khuyết góc. Còn trong trường hợp chúng ta đang nói đến ở đây thì ô vuông phía tây bắc không có, nên căn nhà bị khuyết góc tây bắc. Góc tây bắc thuộc quẻ càn, tượng trưng cho tiền tài và vận thế của nam mệnh chủ trong nhà. Nếu góc tây bắc bị khuyết thì tương đương với việc nhà không có tiền, phong thủy nhà ở xấu mà cứ ở đó suốt một thời gian dài thì chẳng trách mà chẳng thấy tiền đâu. 3. Ánh sáng trong nhà quá tối. Nếu ánh sáng trong nhà quá tối, rất dễ thu hút tà khí. Nhà mà ban ngày còn tối, nhà không mở cửa sổ là nơi âm khí quá cao, dương khí không đủ. Ngoài ra, nếu cửa và ban công thẳng hàng thì cũng cần ngăn cách bằng bức bình phong hoặc mái hiên. Vì nếu nhà thông suốt từ trước ra sau, người ngoài có thể nhìn thoáng qua cửa và ban công, gió thổi qua sành dễ gây bệnh cho người khác. 4. Nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện. Biểu hiện lớn nhất của ngôi nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện là bạn có thể nhìn thấy cửa sổ ngay khi vừa mở cửa. Kiểu nhà này thường sẽ có gió lùa thổi qua. Luồng gió này sẽ lấy đi vận may của gia chủ, dù là may mắn, xui xẻo hay phú quý. Gió thổi thường nó cũng có thể mang lại hơi thở hôi như tà khí, rất bất lợi cho cơ thể của chủ sở hữu, từ mất mát của cải đến chết. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà có bố cục như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn gặp phải tình trạng hiện tại. Cách tốt nhất là bạn nên dọn đi càng sớm càng tốt. Nếu không được thì hãy làm mái hiên ở cổng để tạo thành bóng râm. 5. Cửa thẳng đối diện với cửa nhà khác. Tức là cổng nhà này đối diện với cổng nhà khác. Theo cách này, phong thủy đối với ngôi nhà kém hơn.
Nếu linh khí, cung hoàng đạo và ngũ hành của gia đình đối lập xung khắc với linh khí, cung hoàng đạo và ngũ hành của bạn, thì bạn hẳn là người không may mắn. Nếu ngoài cửa mà tận dụng hết chỗ đặt kệ, giày dép, đồ lặt vặt ngoài cửa, thì rất có thể điều này sẽ hung dữ đến nhà bạn. Nếu đối phương hiểu ra sự thật này và vô tình treo một chiếc gương soi trước cửa và đối diện trực tiếp với nhà bạn, thì hậu quả không cần nói thêm. 6. Nhà tầng hầm. Những ngôi nhà hiện đại thường được thiết kế thêm vài phòng dưới tầng hầm sâu trong lòng đất nhằm tận dụng diện tích. Song ít ai ngờ đây chính là một kiểu nhà gây hao tài theo phong thủy. Cách thiết kế này không chỉ gây mất mát tiền của mà còn khiến tình cảm vợ chồng lục đục. Cách hóa giải trong trường hợp này là hãy cố gắng tạo điều kiện để ánh nắng mặt trời được chiếu vào. 7. Nhà bị đường chính đâm thẳng vào. Nhà không nên bị trục đường chính chiếu thẳng vào. Phong thủy gọi đây là trực xung sát, không có lợi cho sức khỏe. Đường càng to càng dài đâm thẳng vào cửa chính của ngôi nhà thì càng nguy hiểm. Phong thủy gọi đây là thế nhà hổ ốc khẩu, nhà miệng cọp. Gia chủ sẽ khó mà sống yên ổn trong ngôi nhà đó. Đường cái đâm vào cửa chính là một hiện tượng kiêng kỵ trong thuật phong thủy. Trong trường hợp nhà bạn, con đường thẳng đâm vào chính hướng cửa, vô tình đã mang theo luồng ác khí. Ác khí đi theo đường thẳng, sinh khí đi theo đường vòng. Nhưng cũng không vì thế mà bạn phải lo lắng. Theo phong thủy, bạn có thể hóa giải được. Tuy nhiên, để có thể áp dụng đúng nguyên tắc của thuật phong thủy, tốt nhất bạn nên có sự giúp đỡ của người am hiểu về lĩnh vực này. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lỗi dễ gặp trong phong thủy nhà ở chính là đặt cầu thang sai cách. Trong phong thủy, cầu thang được xem là xương sống của ngôi nhà, là một yếu tố không thể thiếu trong các công trình xây dựng nhà ở. Khi xây dựng một căn nhà mới, ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, do đó việc xem phong thủy cầu thang nhà ở là điều bạn không thể bỏ qua. Do đó, việc bố trí cầu thang cần phải tránh những vị trí sau đây kẻo vận khí xuống dốc, tiền bạc thất thoát, đau ốm triền miên. Xin mời quý vị đón xem. Những vị trí kiêng kỵ đặt cầu thang. Tránh đặt cầu thang đối diện cửa chính. Nếu cửa chính của nhiều ngôi nhà đối diện với cầu thang sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Những bậc cầu thang lên xuống có năng lượng thẳng trực diện với năng lượng di chuyển vào từ cửa chính sẽ tạo ra một trạng thái bất ổn và đột ngột, sẽ ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà và gây rối loạn trường khí. Cách hóa giải. Chuyển hướng cầu thang, thiết kế uốn cong cho đầu cầu thang chuyển sang hướng khác. Xây dựng cầu thang ẩn, thiết kế cầu thang ở phía sau tường hoặc ở giữa hai mặt tường. Đặt một tấm bình phong ở giữa cửa và cầu thang, và đơn giản nhất là treo một tấm kính lõm ở trước cửa. Cầu thang phải đặt thông suốt giữa các tầng. Một số ngôi nhà bố trí cầu thang đặt ở đầu hành lang tầng 1, đặt ở cuối hành lang tầng 2, tầng 3 sẽ không tốt, khiến cho khí trường bị đứt đoạn, không thông suốt. Do đó, cần bố trí cầu thang liền mạch giữa các tầng. Việc này sẽ dễ dàng cho việc di chuyển cũng như bảo trì cầu thang khi hư hỏng xảy ra. Không xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang. Thông thường, cầu thang bao giờ cũng được đặt vị trí tốt để thu hút dương khí vận chuyển những luồng khí tốt xấu lên các tầng. Nhưng nếu như đặt nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang thì vô tình đã làm giảm mất cái tốt của cầu thang đó. Vì nhà vệ sinh trong một số trường hợp
dùng để yểm trấn những vùng khí trường xấu như thiên hình đại sát. Chính vì thế không nên đặt cầu thang ở những vị trí này. Tránh đặt cầu thang ở giữa nhà. Trong ngôi nhà theo phong thủy bao giờ cũng chia làm 9 cung. Trong đó phần giữa được gọi là trung cung hay biệt cung thuộc hành thổ sẽ kỵ với cầu thang thuộc hành mộc. Do đó cần tránh đặt cầu thang ở vị trí này. Đặt cầu thang ở vị trí này sẽ mang năng lượng xấu, khiến cho cuộc sống gia đình lục đục, tranh cãi và tán gia bại sản. Những vị trí đặt cầu thang theo loại hình nhà ở. Đối với biệt thự, đặt cầu thang ở khoảng giao giữa các phòng nhưng tránh vị trí trung cung ở giữa nhà, thường là bên trái hoặc bên phải ngôi nhà. Đối với nhà ống dài và hẹp, vị trí đặt cầu thang thường kết hợp với giếng trời để lấy ánh sáng hoặc kết hợp nhà vệ sinh, thiết kế bên cạnh tránh đặt dưới gầm cầu thang ở khoảng giữa hai phần trước sau của ngôi nhà, nhưng lùi về mép tường bên trái hoặc phải tránh trung cung. Đối với nhà ngang, mặt tiền dài, cầu thang phải đặt lệch về phía bên hông trái hoặc phải của ngôi nhà để cầu thang tránh đối diện cửa chính và trung cung. Đối với nhà có dạng chữ L hoặc chữ U, gia chủ sử dụng la bàn để xác định vị trí trung cung và đặt ở khoảng giữa các phòng quan trọng, thường là ở giữa phòng khách và phòng ăn, phòng bếp. Đối với căn nhà quá hẹp, bố trí cầu thang kết hợp phòng khách có kích thước nhỏ gọn nhưng thiết kế sát tường và hướng ra mặt tiền, tránh đối diện với cửa chính. Càng ở lâu càng nghèo khó, xui xẻo bùa vây nếu nhà có những đặc điểm này. 1. Nhà có cửa chính thông thẳng với cửa hậu. 2. Vị trí tây bắc trong nhà bị khuyết góc. 3. Ánh sáng trong nhà quá tối. 4. Nhà có cửa ra vào và cửa sổ đối diện. 5. Cửa thẳng đối diện với cửa nhà khác. 6. Nhà dưới tầng hầm. Và 7. Nhà bị đường chính đâm thẳng vào. Quý vị nên chọn những ngôi nhà tránh lỗi phong thủy này hoặc hóa giải ngay lập tức, kẻo rước họa vào thân nhé. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.